Xin chào các bác nhé. Hôm nay lại chia sẻ cho các bác còn 100 cây quất chậu nhựa, lá xanh quả to mã sáng đây. Các bác có nhu cầu về mua thì cứ liên hệ trực tiếp với chủ vườn. Lát mình sẽ để số điện thoại của bác ở trên video cho các bác tiện liên hệ. Quả sai sát đất này. Do năm vừa rồi quất chum ấy, anh không lấy được chum cho nên anh cho vào chậu nhựa. Như quất này mà cho lên chum thì rất là đẹp đấy, rất nổi. Đây, quất chậu nhựa mà các bác xem, bốc được quả luôn này. Do thời lượng video của em ngắn, em cũng xin dừng clip ở đây nhé. Chúc các bác xem video vui vẻ. Các bác có nhu cầu về mua thì vẫn còn 100 chậu rất đẹp đây. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.